chú tiết cho. Thôi để mình anh em làm một lượt đi rồi tới con làm. Rồi. Nhắn cái thôi, chết một lần thôi. Một lần thôi con. Thịnh ơi, bấm một lần thôi. Bấm một lần thôi rồi để lên. Cố lên. Rồi, một cái. Rồi, một cái thôi Thịnh ơi. Cố Thịnh ơi, một cái thôi. Cố Thịnh nghe mày nói không? Rồi. Rồi tính tiền trong giỏ đây tiếp cho mẹ đi. Dạ. Rồi. Rồi con lấy ra đi. Một cái thôi, bấm một cái thôi Thịnh. Rồi. Rồi, cảm ơn Thịnh. Tính đồ ăn này giùm mẹ luôn. Ba nãy giờ anh Thịnh tính mấy lần rồi. Nhưng mà bên ngoài anh Thịnh hứa là anh Thịnh bấm một lần thôi nào. Rồi để anh Thịnh xong rồi. Rồi ông chủ ơi, nhiêu tiền ông chủ? Cộng lại coi, cộng lại coi nhiêu tiền. Cộng lại nhiêu tiền. Rồi nè, tôi trả tiền nè. Chưa cộng tiền nữa, lấy tiền thối nè. Rồi. Cảm ơn Thịnh nha. Anh lấy nhiêu tiền quá vậy? Chưa cộng tiền nữa, lấy tiền thối nè.